cho mình cách thay màn hình với lại thay bàn phím của máy bán hàng. Thì đầu tiên là cái dây kết nối đối với mặt thì mình phải tháo hai cái dây ra trước. Rồi tiếp theo thì mình sẽ tháo ốc của phần khung và cái phần bàn phím cũng như màn hình. Khi mà mình tháo ra thì màn hình nó sẽ ra trước. Rồi mình để màn hình qua một bên. Đó, đối với lại phần bàn phím thì mình rút cái dây này ra. Rồi phần bàn phím này do cái cấu tạo của nó là từ ngoài ập vô cho nên là ở trong mình dùng tay mình ấn đúng góc ra. Đó, vậy là tháo xong.